thế quyết định của tôi tiếp theo là gì bây giờ đéo có rồi đéo đéo quay được tôi lên tôi mượn có linh linh ơi! thì mẹ mày tao mượn kéo nó kìa anh đầu linh báo công an may là nếu lúc đấy tôi không cản kịp có lẽ bây giờ tôi đã ở tù đâu nhà mẹ mình thôi mẹ lần đầu tiên trong đời mẹ tôi nhận ra điều ấy là sau khi tôi làm xong tôi nhận ra là phòng tôi cực, cực, cực kỳ thiếu ánh sáng ở buồng máy cứ tôi đang đặt mua tầm như ngày mai họ ship đến rồi là một cái đèn tôi đang setup lại cái góc quay ở hôm qua hôm, hôm qua tôi dùng thời gian từ mấy giờ nhỉ tôi ngồi từ 12 giờ đêm tôi ngồi đến 3 giờ sáng tôi xem tất cả những clip về hướng dẫn xếp góc quay hướng dẫn lắp đèn nào là phiêu like nào là, 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 là khi like các thứ mẹ tôi học nhiều vãi trưởng đã đặt mua mấy cái đèn rồi để chờ ngày mai nó ship đến không mình xếp thử mình quay thử xem như nào nhưng mà mẹ mày thề đúng là chưa quay bao giờ khác mình quay xấu trông thông xem lại thấy mình quay xấu thật đổi mới sau đây cho các bạn xem các bạn nhìn đây là đây chính là mẹ mày con chó đây đây là một con chó không phải con mèo bởi vì sao á con tuyết mang thai các bạn mẹ biết bao tuyết đâu lui bạch tuyết ấy ở ừ, mang thai mẹ rồi mặc dù tôi nhốt con này vào chuồng rồi ấy, tôi đéo hiểu sao nhá cái chuồng cái chuồng kín vãi cức ra nó mò ra được các bạn Í, mẹ cái chuồng các biết cái cái chuồng mà nó khóa 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 cổ ở kia không nó không đến cái mức mà nó đẩy được cái 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 nấc cái ra xong nó trốn ra ngoài nó phịch con tuyết Địt mẹ rồi con tuyết mang thai mẹ rồi cây vãi cức ra ấy ừ bảo nhau là gì ở ừ, thôi nhá con vàng chưa đủ một tuổi để đủ một tuổi mình phối sau chờ gọi là chờ năm sau phối nhưng không thì mẹ con vàng nó kiểu nó, nó lên, nó lên cưng nứng tình ấy xong rồi mẹ mà não nó, nó, nó mở mở rộng tri thức ấy nó mở con mẹ chuồng luôn nó mở chuồng ra luôn nó chủi ra ngoài nó tuột phịch con tuyết xong rồi tuyết mang bầu luôn địch mẹ nhà nát bét luôn khám thai đi khám thai cái bạn đi siêu âm mẹ anh mang thai năm con anh nhá ui mẹ mấy năm con thôi chết để biết nuôi tổ gì luôn ấy thật mẹ năm con để biết tôi nuôi rổ gì đây sắp sắp năm con xong tôi mới mở chính dịch đi mang đi bán bạn nào định mua mèo lên hệ trước đi nhá đặt 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 gạch nhá mẹ mày thề Mẹ con chó phịch thủ rồi Mất con mèo Mất dinh con, con gái tao Cú vãi đái. Cuộn okay. à Cuộn mục Ok Mình tính to đi Cục tròn xoe Này cái cậu cu té <laughs> Làm người yêu tớ nhá Nếu tôi là một cô gái đáng yêu Rất có thể đoạn clip vừa rồi Sẽ đạt cả triệu view trên tiktok Nếu tôi là một người phụ Đừng Đừng hỏi tại sao tôi đâu đừng hỏi tôi lấy cái áo lót từ ra nha mẹ cái cái chiến dịch về cái câu chuyện về lấy cái áo lót này nó là cả một câu chuyện dài đầu tiên tôi tôi ý định ý định tôi ý định tôi làm cái vlog này đấy. tôi hỏi vợ tôi hỏi tôi mượn của vợ tôi tôi lên hỏi vợ tôi lại vợ ơi anh mượn cái áo lót vợ tôi chính xác luôn tôi nghe có lý xong vợ tôi quay ra nhìn tôi với mọi với mọi ánh mắt là nhìn một tấm băng vệ sinh đã qua sử dụng em mới đi ba em mới đi công tác 3 ngày thôi mà có nhất thiết anh có có ba ngày vắng em anh đã anh anh đã bị gọi là anh bị 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 cơn hứng tình nó nó chiếm hữu xong bây giờ anh anh lên mấy cái sự sở thích bệnh hoạn gì vậy hả ok thì vợ, nói chung là vợ tôi đéo cho cay vãi cứt ra ờ ừ. cái quyết định của tôi tiếp theo là gì bây giờ đéo có đéo đéo quay được tôi nên tôi mượn có linh linh ơi thì mẹ mày tao mượn kéo đó cái linh báo công an may là nếu lúc đấy tôi không cản kịp có lẽ bây giờ tôi đã ở tù đúng suýt nữa tôi đã ở tù nếu tôi không cản nó kịp mất rất phải mất rất nhiều thời gian để tôi giải thích là đây là gì đấy là ờ ừ, tao không mượn để làm gì cả tao mượn để quay vlog nhưng cái linh vẫn đéo cho thế là một hôm ngược lại <laughs> tôi chờ bọn, bọn tôi, đi ra ngoài và khi mà tôi chờ tôi tính thời gian của bọn tôi đi ra ngoài tôi xuống tôi tự lấy tôi nghịch đó là sao cay vậy cứ mẹ mặt đùa không biết cay tôi đồ tôi, tôi, tôi mượn một áo lóc màu đen cơ nhưng vợ tôi đeo áo lóc màu đen đúng không không như hôm ấy mà đúng không có mà đi giặc rồi thế tôi buộc phải lấy cái màu hồng không phải không phải tôi thích màu hồng luôn nha đúng là tôi định lấy cái màu đen ấy nhưng mà rất tiếc là cái màu đen nó nó bị đạt, nó đang bị mang nó, nó đang bị giặc rồi nên thôi tôi phải lấy cái màu hồng hơi đen một chút <laughs> trước đã đi tù mày quá trước đã đi tù nữ nóng bỏng rất có thể ngay lúc này tôi đã là một tiktoker nhưng rất tiếc tôi là một thằng đực rất mặt hơi đen cái, cái 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 đầu ấy tôi làm hơi lỗi tôi đang tôi đang là tôi đang, tôi, đang, tôi đang làm lại cái mới đang chờ cái máy in 3D nó làm nốt nhưng mà Tôi làm bị lỗi, tôi tôi tôi, tôi, làm, tôi làm bị lỗi xong bị ngọng chứ là ngọng lờ à nhỉ? Chết mẹ rồi. Nó bị bé quá, tôi đang làm cái to hơn cho nên tôi ghét TikTok. Đây là đến đúng ra tôi bảo là mình sẽ phải livestream bằng quét kèm luôn ấy nhưng mà rất tiếc là tôi làm cái cái mũ hơi lỗi nên tôi phải làm lại cái to hơn. Nó bị bé quá, TikTok gây ung thư. Một câu chuyện muôn thuở. Bạn hỏi cái phòng này đâu ra cái nói, đúng ra ấy. tôi có mẹ này thề đúng ra tôi có cái phòng đẹp hơn là nhiều ấy nhưng mà rất tiếc là cái nhà đấy bây giờ ấy nó bị một cái là hàng xóm ồn ào quá hàng xóm địch mẹ đéo hiểu sao cái hạt cái nhà tôi đúng định quay cái vlog ở nhà cái phòng ấy mà phòng nó đẹp hơn nhưng mà cái nhà đấy địch mẹ cứ đêm hàng xóm ở bên cạnh nó nó hát mẹ mày gánh mẹ mẹ giữa, mẹ các bạn tưởng tượng nhá hôm trước tôi về đấy tôi định quay cái vlog này này tôi mở 12 đêm tôi quay hàng xóm ngồi có muốn gánh mẹ xong gánh mẹ xong tầm nửa tiếng xong gánh mẹ xong thì mẹ lại nghe 5 phút sau được yên, yên tĩnh là 5 phút 5 phút sau cái kinh 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 mẹ mày kinh vãi kinh 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 ai, ai cũng biết. à mà đầu tiên cần phải mẹ mày thấy ông nào có, có có, cách gì tôi trị cái nhà hàng xóm mà mở mình nhặt đấy ra mẹ cú vãi cực ra mẹ mày đêm đéo nào cũng kinh 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 mẹ mày cú đó đéo chịu thứ được mà hôm nay tôi sẽ chửi không phải nền tảng tiktok mà là cách sử dụng tiktok của một bộ phận loài người hiện nay mẹ xong à còn cái vụ đó mẹ mày đập vỡ cây đàn thì mẹ sau kình 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 sau lại đập vỡ cây đàn người ơi còn em người ơi người hỡi mẹ tình ơi tình ơi mẹ, tính ơi, tính ơi, đáng mẹ quan chị... ngại đến mức mà bây giờ ra đường quay giới thiệu mình là tiktoker thì phản xạ đầu tiên của tôi sẽ là ấy tránh tránh xa con mẹ mày tao ra ấy vấn đề đầu tiên tôi có với tiktok mẹ tôi tự làm điều ấy là tại sao tôi ngu nhỉ tôi hoàn toàn có thể lấy một cái áo lót không phải áo lót nhầm tôi có mặc một cái váy ừ nó đỡ phản cảm hơn này tôi tôi, tôi, tôi nhìn tôi tự nhìn lại mình tôi thấy tôi tôi, 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 tôi phản cảm vãi lồn các bạn có nhận nhận tôi không ờ ừ, cho mình phản cảm vãi lồn nghĩ ừ mẹ sao mình không ngu mình ngu vậy mình có phải mặc mấy cái váy mà đúng không ừ mặc cái váy đeo anh nhận thì thiệt... nó đỡ phản cảm nó còn đẹp hơn cái này mặc cái áo lót vào thì cũng đã trông phản cảm đéo chịu được à? nên nên đúng thì mẹ thấy giờ giờ xem lại thấy mình ngu rồi cho mình ngồi xem này là phụ nữ sai bao nhiêu đây, mẹ tôi biết thấy đéo không? sai bao nhiêu mẹ điên người mẹ tôi gọi đâu tôi biết sai bao nhiêu mà tôi đéo ai nói như thế này VTV cái đéo mà VTV này này thứ nhất ấy thứ nhất ấy là tao đang dùng áo lót của vợ tao đúng không nên về lý thuyết là không có gì sai cả mẹ, mẹ VTV đéo tao có lấy áo lót tao lấy áo lót áo lót nhà hàng xóm đéo đâu đúng không ờ, điên kiểu mẹ đây đây là áo lót tao dùng của vợ tao và và sau này tao xin phép là được cho phép rồi thì tao được dùng đúng không chứ tao có lấy của hàng xóm đâu nó mẹ, mẹ, mẹ bây giờ giả dụ mà tao trèo nhà hàng xóm tao lấy về tao dùng lúc ấy báo công an sao nhá đúng không chúng mày bị làm sao đây tôi không kỳ thị các bạn bạn nữ nhá nhưng các bạn thử tạo một nick tiktok mới toanh đi cho tôi biết thứ đầu tiên các bạn thấy là gì đúng rồi đấy ngực và mông ao đau thật đấy mẹ thề ui rồi lướt 10 cái video thì chín cái là cảnh một chị gái ăn mặc hở hang lắc mông trước ống kính sao mà sao âm thanh nó âm thanh nó rẻ rẻ nhỉ tao tôi hay các bạn thấy ấy. ok bạn đẹp bạn xinh, bạn tự tin trước ống kính, không có gì là sai cả. Nhưng có những cái video mà nội dung nó đeo liên quan gì tới cơ thể đâu nhưng mà nhiều bạn cứ phải ứng ra ấy. Ui đi mẹ thấy trước tôi chọc một quả clip ấy. Các bạn các bạn các bạn ngồi bạn, 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 bạn review về sản phẩm thôi. tôi, hay quan tâm đến đồ phụ nữ mà. Bạn ấy review son. Mà đi mẹ bạn review son thôi mà sau bị tôi thấy cái son nó chiếm cái đây nhá. Đây để tôi miêu tả các bạn không các bạn bảo tôi điêu. Đây, hôm ấy tôi xem cái clip như này. Đây bạn cái đây. Đây hôm ấy tôi xem TikTok rồi coi này. Đây điện thoại điện thoại điện thoại, điện thoại điện thoại điện thoại tôi đây nhá thì bạn cái đây bạn cái đây bạn ấy đây. À, cái đây cái son đây ngực bạn cái đây đi có mẹ thề tôi đéo biết là tôi đây tôi đây nhìn một cái son này tôi nhìn một cái dưới đó bạn mẹ thề nhìn cú vãi đái đấy, đấy nhìn cực kỳ khó chịu luôn ấy các bạn có biết 70% đấy lại cái này đây là cái cơ thể người là nước không đấy đấy là ví dụ tức cơ quả trời này. ơi nó phản cảm đến cái Facebook mà bảo lướt tiktok 15 phút thì thả tôi đi xem sách nó còn lịch sự và tử tế hơn đúng mẹ thật những cái đi xem sách nó còn lịch sự và tử tế hơn sao các bạn không nghĩ về một thế giới văn minh cỡ anh to thế mẹ em, một nụ cười người. một cái ô đấy một là do tao không tao không nói về sai mình đấy Đây giữa mùa đông giá rét này sao lúc đéo nó cũng phải lắc mông trước ống kính thế vấn đề thứ hai tôi có với tiktok cũng như mọi nền tảng mạng xã hội khác là nghe lén để quảng cáo tôi nhắc lại lần thứ 311 là tôi đéo bị chỉ Ừ, mẹ câu chuyện trước đấy bởi vì tao có thằng trên livestream tao có hỏi tao là chú ơi cháu bị trĩ ở cháu buồn quá thì ừ, có mẹ tao lỡ tao trả lời nó về việc là bị trị tao nói tầm 15 phút về bệnh trĩ thế là mẹ mày sau hôm đấy buổi tối nhá lên facebook chúng ở đây chúng tôi có ở chúng tôi là bệnh viện chữa trị uy tín nhất Việt Nam chữa một lần không bao giờ tái phát kéo xuống phát nữa thuốc chữa trị gia truyền uy tín nhất Việt Nam bôi vào là hết kéo thủ phát nữa cái gì nhỉ dịch vụ chữa trị không bao giờ tái tái hiện ôi mẹ ôi trời suốt đấy cả một tuần trời đi có mẹ facebook tao toàn là quảng cáo thuốc chữa trị khiếp đảm mẹ mày khiếp có mẹ đạp luôn mà thỉnh thoảng thằng, thằng nào nó thằng nào nó nó chơi ác ấy nó quảng cáo cả hình ảnh búi trĩ rồi đấy ôi ơi, mẹ mày tao chết ở đấy luôn ấy thật ấy quang mà tao có bị trị đâu tao tập thể thao nhiều vãi cức ra ngồi một ngồi tầm nửa tiếng tao đứng dậy tao 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 tao, tao, tao đi tao đi lại một lần Chị thầy áo được Facebook anh bị chỉ thôi đi, mẹ, anh chỉ đi. Đi, đeo hay mà lắm đấy Chỉ vì một lần tôi lỡ nói trong điện thoại là Ui rồi đau mông quá Tiktok mặc định luôn là tôi đang bị chỉ đi, có mẹ thế này, này Khắp mặt trận từ Facebook đến Google Từ Google sang Đừng đi mẹ sao tôi chặn ra nhiều vậy là mẹ các bạn Kể các bạn soi bãi lủng ấy Có bạn còn nhắn tin cho tôi Bạn bảo anh dùng Telegram làm gì thế đi mẹ thế tao dùng làm thế tao dùng Telegram làm gì Thứ nhất là tao dùng để Để, để nhắn tin cho đối tác ờ, bị đối tác tao là người nước ngoài ờ, telegram nếu thứ hai tôi tao không phải nói bởi vì trẻ em đang xem kênh tiktok trên điện thoại tôi đều là quảng cáo thuốc chữa bệnh chữa chí hay là bệnh viện chữa trị uy tín ui bác sĩ ơi bác sĩ ơi tự nhiên em đau bụng quá bác sĩ khám cho em ơi anh bị trị rồi không không chỉ là đau mông còn em đang đau bụng mà trị rồi ơ à, ờ, à, nhưng em tưởng đau bụng là phải liên quan đến ruột hay là nội tạng gì chứ chỉ thôi thôi bác sĩ hỏi em về triệu chứng đi đừng đoán nữa thôi được rồi ngoài bị chỉ anh còn bị bệnh gì không <laughs> mẹ vấn đúng đề rồi. thứ đi mẹ đúng mà các bạn mẹ thề cân cái chỉ ấy các bạn phải hiểu ấy là dù các bạn, đây các bạn chỉ tôi, thử nhé thử nghiệm nhá các bạn lấy điện thoại em không, không các bạn nói chị được tục vào đấy thôi tôi đi mẹ tôi đảm bảo các bạn luôn facebook bạn toàn trị toàn mẹ mày toàn hình... bệnh viện chữa trị mà tôi có phải có. Bọn, tính... bọn đấy nghe lén mà là nội dung có nhất thiết phải nhảm như thế không dạo một vòng tiktok chắc chắn các bạn sẽ bắt gặp những video theo dạng theo nghiên cứu của một gì gì đấy thì gì gì đấy không cần biết vế sau bạn nói gì chỉ cần vế trước của bạn là theo nghiên cứu của một chỗ nào đấy uy tín thì vế sau bạn nói cái gì cũng đúng hết đấy nhá bạn bạn nghe đến tận bây giờ vẫn có người tin là mì chính gây ung thư Ôi trời ơi tôi tôi xin tôi xin lấy danh dự tôi ra tôi thể các bạn rồi nha bạn tôi nó làm ở viện gọi là viện của dinh dưỡng ấy mì chính đéo gây ung thư, mì chính nó là một chất phụ gia bình thường, nó là một gia vị bình thường đúng ấy Nó đéo gây ung thư. Vợ tôi thích rất nhiều mì chính nhưng mà vợ tôi bảo anh em đọc trên mạng là gây ung thư, em không ăn được đâu. Không em, nó không bị ung thư. Tôi phải mời bạn tôi từ từ cái viện dinh dưỡng về ấy, và giải thích cho vợ tôi là gì. Không cậu ạ, à, mì chính không bị ung thư đâu. Mì chính là một gia vị bình thường thôi. Thì vợ tôi mới hiểu. Trời ơi, tất cả tại mấy con dở hơi trên tiktok, ý, mẹ mày đăng video theo kiểu như là, ôi mì chính là tác nhân gây ung thư với đa số người Việt Nam. cầm có mẹ mồm đi cái khó chịu quá luôn. Đeo cái ung thư thế nha. Theo thống kê của đào Harvard, tại Việt Nam cứ 60 giây trôi qua là hết một phút. Mẹ mày điên nhỉ? Ui thì mẹ mà mày cú vãi cức ra. Mày đến nội dung nhỉ? Các bạn mà các đã không, không biết các bạn thế nào, chứ tôi dị ứng nhất với TikTok drama. <laughs> các bạn các có, có nhớ cái vụ mẹ. reviewer chửi nhau không? Nhìn những reviewer ẩm thực này. Đấy che mặt đấy, tôi nhìn lại nhìn, nhìn tôi lịch sự không? tôi mẹ còn che mặt người ta lại tôi không không biết mấy đấy là ai cơ mà trông có tính không có tính dụng đi mẹ thế đi mẹ thế tôi đã đặt đoạn cái tính ngu đúng là tôi chỉ nên lấy cái thẻ của tôi thẻ phải có banh thôi tự mình lấy quả thẻ đen làm lớn biết đi mẹ ừ, thế không cái tốt tôi tôi, tôi tôi cố tình nhá bởi vì nếu mà tôi nếu tôi mà biết là các bạn mà phải ứng phải ứng mạnh với cái 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 thẻ đen ấy thì tôi đã dùng thẻ đen của vợ thôi. tôi tôi mượn thẻ đen của vợ tôi bởi vì nhá thẻ đen ấy nó cũng có dạng thẻ đen tích và thẻ đen tát hiểu không đây tôi sẽ ví dụ các bạn nhá Thẻ rank của tôi ấy nó chỉ là dạng đến tôi không nhớ bao bậc nhưng mà tôi nhớ là có 4 bậc. Thẻ rank hạng 1 này, hạng 2 này, hạng 3 và hạng 4. Hạng 4 là hạng 2 đẳng nhất. Tôi không nhớ tên tên là gì? Để là hạng 4. Hạng 3 là hạng trên hạng 4, hạng bình thường, không hạng hạng đẳng lắm. Hạng 2 là hạng của tôi là hạng gọi là hạng Platinum này này, ừ, là hạng gọi là hạng uh, nông dân bình thường. Còn hạng của vợ tôi ấy Ờ là Infinix, là cái hạng theo kiểu như là nó là nó chính xác là cái thẻ như này nhưng mà nó là nó, nó mạ vàng. Ờ nếu mà tôi biết là nó gây hiệu ứng thế thì tốt chắc là tôi đã bự thẻ của vợ tôi đấy. Nhưng mà thôi, cuộc sống mà lỡ dùng thẻ của mình thì đánh thôi, đây là thẻ. <laughs> ừ, mẹ tôi, tôi nhìn hồi mà vợ tôi cầm cái thẻ đây nhá. Hồi mà vợ tôi cầm cái thẻ. Anh ơi, anh nhìn, nhìn em em có thẻ mới này. Mẹ từ từ em mẹ thẻ luôn cái số mẹ cho trông nó vàng vàng đấy. Ừ, em không biết nhưng mà ngân hàng cho em đấy. Mẹ, mẹ trông buồn cười vậy thật thì mẹ. Không, các bạn nó chia là hạng các bạn Như hạng của tôi ấy Nó chỉ là hạng được dùng Đến với ngân hàng ấy Thì được dùng gọi là Dùng cái phòng gọi là phòng Priority là phòng Như phòng gọi là phòng người ta làm Gọi là phòng ưu tiên thôi Còn của vợ tôi ấy Nó là thuộc theo cái hạng là gì là nhân viên ngân hàng sẽ đến nhà giải quyết cho các bạn. Ôi đi mẹ hôm buồn cười hôm ấy vợ tôi, tôi, tôi rủ vợ tôi đi chơi là hôm mai đi xem phim không? Thì vợ tôi bảo là hôm mai em, em, phải ra ngân hàng có việc. Thế là ờ ok thế em mai mấy giờ anh chở em đi. Vợ tôi quay sang bảo là ờ, chờ gì sáng hôm sau thì vợ mẹ mình, nhân viên nhân viên ngân hàng đến gõ cửa thì mẹ buồn cười Trời ơi mẹ thấy bảo các bạn của các bạn muốn chia sẻ câu chuyện gì đấy? các bạn chỉ nên chia sẻ với tôi thôi ừ, bởi vì chúng ta sinh ra cùng, cùng một thế giới không chúng ta hiểu nhau chúng ta hiểu vấn đề của nhau đừng có hỏi câu chuyện đấy với vợ tôi bởi vì chúng ta đều nó đéo cùng thế giới ấy. mẹ mình thề rắc rối vãi kích thực quẹt đúng ra nếu mà biết cái hiểu của mình mình nên mình nên mượn thẻ của vợ mình đúng hơn là thế hơi sai cái là... là hết trời ơi có cốc chè thôi mà dân mạng chửi nhau mấy tháng trời không hết Ồ oh, không biết à? Mẹ nếu các bạn mà thuộc cái hạng gọi là hạng hạng ấy là các bạn có giấy tờ gì ấy, nhân viên đã cầm đến nhân viên ngân hàng đã cầm đến cho bạn chứ đéo phải các bạn đến ngân hàng đâu các bạn. Khiếp mà sự việc nó có cái gì đâu. Chè ngon không? Đi yeah. <laughs> mẹ. <laughs> <laughs> em đã làm gì mà vụ đọc ngu về vụ đọc trong buồn cười mẹ vừa đọc vừa buồn cười vừa buồn cười vừa ngu thì thề vì thế nhìn dân mạng ùa vào chửi nhau đấu tranh xem ai đúng ai sai nó cứ ngu ngu của gì ấy hãy hiểu mọi drama nổ ra đều là vì view vì thế nếu bạn là một trong những người thực sự nghĩ drama trên mạng là nghiêm túc ấy thì treo cổ thôi anh ơi nhục thế này làm sao mà sống nổi vấn đề thứ tư thứ tôi có có với tiktok là nó tha hóa con người mẹ đọc Từ hồi biết dùng vụ, vụ này mới cay này Tôi cảm thấy dưới thần kinh tiếng cười của tôi có dấu hiệu bị chập mạch Please give me cock Đi cơ mẹ Nếu là sao tôi bị làm sao ấy Cứ có cái hiệu ứng này tôi buồn cười Đi It's cock It's in English. Cola 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 But it was not cola It was cock It was cock It's cock everybody. Right? So do you have What do you have? Good So cock Tại sao tôi lại cười chỉ vì có hiệu ứng bùm ở cuối câu nhỉ? Mẹ mới khiếu hài hước của tôi bị chết trẻ à? Mà nghiêm túc đấy, không biết các bạn thế nào chứ một trong những thứ khiến tôi ngứa mắt nhất trên TikTok là việc có những người sẵn sàng làm mọi thứ vì view. Có một lần tôi và vợ khi đang đi dạo trên phố đi bộ thì có hai bạn, một cầm máy quay, một cầm mic chạy lại dí mic vào mồm vợ tôi phỏng vấn mà không hề xin phép. Ui đi có mẹ vụ cái vãi luôn. Đi mẹ. Người sẵn sàng làm mọi thứ vì view. Có một lần tôi và vợ khi đang đi dạo trên phố đi bộ thì có hai bạn, một cầm máy quay, một cầm mic chạy lại dí mic vào mồm vợ tôi phỏng vấn mà không hề xin phép. Đây là do tôi đéo muốn ra ngoài các bạn bởi vì sao vợ tôi là con lai. Thì mẹ mà có thấy thế này là mẹ mà ơn, nó trông nó nổi bật ấy. Thì tôi đéo mic ra ngoài, tôi phá vụ tôi kiểu như tôi đéo muốn ra ngoài luôn ấy, thật cú vãi cứ ra. Các bạn có biết vợ tôi bị hỏi gì không? À, theo chị với một người phụ nữ thì bao lần một ngày là đủ á à? con có mẹ mày cay quá tôi mà hối mà tôi nghe cô ấy xong mà đi mẹ mắc tôi tròn xoe mẹ mày luôn ý cái lồn gì vậy cái cái vậy bà rô Hỏi cái đéo gì thế Ồ đi mẹ mẹ đọc xong nghe nghe quả của, của hai bạn quả mà quả đấy xong mẹ mẹ biết nói gì thì mẹ tôi ngồi tôi sốc một lúc rồi mà Mẹ sao chưa tâm lý mẹ vợ mình cũng quay ra nhìn đéo ở đấy thì mẹ ơi Mặc cho tôi đã kéo vợ tôi ra chỗ khác nhưng hai bạn vẫn cố dí theo và hỏi những câu vô cùng khiếm nhã Chúng mày không thấy chúng mày vô duyên à tao biết vợ tao sinh làm ảnh bìa câu view tốt nhưng cái gì cũng phải có giới hạn thôi chứ mẹ mày chúng ta có đến từ cùng một giống loài không vậy vì hình như chúng mày tiến hóa sai mẹ mày được rồi chọn lại nền văn minh đi chứ... u đi của mẹ mày hỏi một câu mà mẹ mày có mẹ... ý ý ấy. tôi có xem mấy cái video phỏng vấn trên tiktok rồi nhưng mà tôi tôi cũng biết cái kiểu đấy rồi nhưng mà mẹ có nhất thiết phải hỏi cái đấy không thật không nói chung là tôi cắt lên một số đoạn đoạn đầu cũng là hỏi bình thường như kiểu là mẹ mình hỏi như là kiểu chị kiểu như hỏi để đánh 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 là hướng ấy ừ, là kiểu chị uh, bao nhiêu tuổi chị làm nghề gì xong các thứ ấy, xong tôi bụp cái câu này vào đi con mẹ mày đùa tao à đọc nghe thấy cú vãi luôn thì mẹ như cũng bị quấy rối thật và vấn đề cuối cùng cũng như nghiêm trọng nhất tôi có phải tích mẹ tôi ra đọc tôi tôi biết rồi bạn nào mà có bạn nào bị viễn thị hay là bạn nào gọi là đang ở phòng tôi ấy thì từ từ nhá, đoạn này hơi hơi ngợp đấy là edit free fire uni mẹ mày thế <laughs> đi con thề. tôi hay lướt tiktok buổi đêm các bạn buổi đêm tôi đóng ngủ là tôi hay ngồi tôi lướt tiktok mà kéo xuống quả clip nào mà tư, nó tự nó mà nó, nó mà mà mà, mà nó mẹ mày edit giật giật ấy ui rồi tôi, tôi, tôi chết con mẹ nó tôi chết lâm sàng luôn ý tôi chết luôn ý Mẹ mà chói mà đeo hiểu thằng nào nó các bạn tôi không hiểu ý tôi là chắc là do tôi không hợp với thời các bạn anh tôi không hiểu chứ nhưng mà mẹ cái đấy nó hay ở điểm nào ấy. Nó 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 đau mắt vãi lỉnh ấy. Ồ đi mẹ <laughs> mẹ cứ tôi cảm thấy như kiểu bị flash ấy. Các bạn ơi, tôi bị viễn đấy, thị. Đặc biệt những người bị viễn thị như tôi, mắt tôi cực kỳ yếu trước những ánh sáng mạnh. Vì thế tưởng tượng giữa đêm trong một căn phòng tối, một người bị viễn thị như tôi lướt TikTok gặp phải quả clip edit Free Fire xem. Mày ác lắm tiktok ơi Tao đau mắt không tắt video kịp Mày hiểu luôn là vì tao thích nên tao mới xem hết Đấy nó cái thực toán của chúng nói là gì khi bạn xem hết một clip ấy nó, thì nó tưởng là clip thích bạn thích clip đấy, đấy. thì nó cứ rì comment loại clip ấy thôi tôi đéo thích clip như thế nhưng mà vì tôi đau mắt tôi đéo chuyển kịp thế là nó cứ thế là nó mặc định nó xem hết ấy ui rồi đi mẹ pha thế là cứ lường nào tôi lướt tiktok là ba bốn video một là clip giật giật thì mẹ một clip nó 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 giật kinh phòng mẹ nó chiếu nó chiếu flash vào mắt tôi thì mẹ nó 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 Ê. nó ôm mô tôi mẹ mày, mày làm đau mày nó... được đà mày cứ comment mấy cái video đấy thôi mỗi đêm mày quăng vào mặt tao một quả flash ngày nào mày cũng gõ cửa liệu đạn nè né <laughs> đi flashback mày ám tao đến mức bây giờ mỗi đêm tao vẫn nghe thấy tiếng súng nổ trên nền nhạc vi nai tôi không cứu được mẹ tôi từng có một giấc mơ ấy là mẹ Nó như nào nhỉ là 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 tôi chơi là tôi chơi Free Fire các bạn bởi vì tôi xem mấy clip ấy nhiều quá bảo mà tôi tôi xem mà tôi bị tôi bị tôi bị tôi bị tôi bị, tôi bị Free Fire nhiều quá tôi, uh, nhiều quá tôi bị flag bang nhiều quá. Thế. Mẹ mày <laughs> Đã biết nói gì đâu. cái thật thì mẹ mày tao đầu hàng rồi mày thương tao với. Nói chung là đấy. Đó là tất cả những lý do khiến tôi khó chịu với TikTok. Tất nhiên rồi, không quan tâm là sao mà ui em ơi, tưởng anh không biết anh có anh có ấn vào kia không quan tâm rồi nhưng không quan tâm ấy nó chỉ áp dụng với không quan tâm video của kênh ấy thôi mà có phải tiktok một kênh đấy làm edit giật giật đâu em không nó có hàng trăm kênh không quan tâm bao giờ hết cứ không quan tâm kênh này thì kênh khác mọc lên như của Hydra ấy chặt một đầu hai đầu khác mọc lên ui rồi không quan tâm một video á ui rồi hai video mà mặc mày luôn này mày chết con mẹ mày chưa đồ chó ui, chết ui. đi luôn trừ Thế một tuần gì? trừ một tuần luôn cái nói gì thì nói thì tôi vẫn dùng bởi vì nó vui giờ làm gì có cái gì giải trí hơn tiktok đâu nhưng mong là nếu có nhà sáng tạo nội dung nào đấy Ở bên tiktok có xem được clip này thì hãy có trách nhiệm vậy là có lại like, tôi có like mà không biết là trước tôi nói bộ nhiều mà mẹ ơi nó vợ tôi trông nổi bật lắm thế là thôi thích ra đường vì thế. thấy sản phẩm của mình đừng để tương lai khi ra đường người ta nhìn tiktoker bằng ánh mắt kỳ thị à, lâu rồi không gặp đang làm nghề gì đấy à tôi là tiktoker bố cái nhổ phêu cái nhổ nhìn mà cái nhổ phêu vãi luôn bởi vì sao cái quên mất cái mặt nạ này này hơi kinh. đúng ra đúng ra tôi làm hơi đúng cái phần này phần này, cái lưới ấy nhưng mà rất tiếc là tôi đâu rất nó là phần trống mà tôi, 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 làm lưới vào thế là khi tôi nhổ ấy địch mẹ nó bay trúng mặt tôi luôn ừ tôi tự nhổ vào mồm mình mẹ luôn ấy ừ mẹ cay mẹ cứ đúng là phải nhổ vào tay mình đây mẹ nhổ mẹ vào, vào, vào mặt mình ấy. rất ngu mẹ thấy đây là những sai lầm tuổi trẻ các bạn mẹ mình đấy là đấy là những sai lầm mình học được đấy <laughs> tay chú đẹp thế rồi tay tôi đẹp mà các bạn trời ơi, đây đấy, lý do mà vợ vợ tôi thích tôi đấy các bạn vợ thích thích tôi mỗi cái tay này gọi bàn tay tôi bàn tay thần kỳ các bạn Magic hand hang ấy mình, mình chọc cái là chết mẹ anh có thể làm em anh, anh có thể làm em hét lên à, anh có thể làm em dạ, ừ ừ hét lên chỉ bằng hai ngón tay các bạn không biết rồi vợ tôi hay nói thế bởi vì sao tôi chọc mắt vợ tôi ừ buồn cười rồi thì mẹ thề <laughs> Ô, ông có câu có thử đi tôi sẽ cho dạy ông một kinh nghiệm nhá công công hai con nhà không có mũi không có mũi không đánh mũi đi đánh mũi xong đừng xong đừng vứt đi giữ xác mũi lại hôm trước tôi vừa nghĩ trò này các bạn tôi đọc chết có mũi không tôi giữ xác mũi lại xong tôi để tay tôi xong trước vợ tôi đang nấu cơm tôi đi tôi vỗ phát vào đít bạn tôi tét cái đét cái nghe 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 hàng xóm nghe thấy mẹ luôn cái ừ tôi, anh làm trò mẹ gì đây đập mũi đập mũi đập mũi, đập mũi đập. bạn nhớ không? Trước, khi, trước khi trước khi trước khi vỗ ấy bạn phải để có mũi lên tay các bạn được không ừ, để có mũi lên tay này đấy Xong anh không bảo anh đập mũi, đập mũi, đập mũi, đập mũi, đập mũi, Rồi sau em tôi ăn tác nhưng mà vui. Rồi sau ấy, tôi ăn tác nhưng mà vui. À, nhưng mà vui. Không sao, đây làm thử. vui ba, ok mẹ lên làm thử đây, cái chích đấy các bạn, mẹ mình trích ra. Rồi ăn tác mà không mà vẫn vui, mẹ mình trêu được cái vui rồi cái gì chứ đắt quá đắt thì... Anh mà hơi đen cái cái này tôi đang đúng là hôm nay mình có một buổi stream mới quét cam ấy nhưng mà rất tiếc cái này tôi làm tôi làm bị lỗi nó tôi làm bị bé quá. Tôi đang tôi đang làm cái mới to hơn. Chắc phải tầm uh, cuối tuần này tôi mới làm xong được cái này. Cái này làm lâu phết các bạn phải sơn nó thứ lâu phết Không nhanh đâu. Mà giờ tôi rảnh rồi giờ tôi, dạy, nói, tôi um, nghỉ hưu rồi. À, không phải không phải nghỉ hưu giờ tôi ăn hại ở nhà rồi. Vậy giờ vợ anh xem mà vợ tôi xem thì vợ tôi sẽ biết thừa là tôi làm tôi làm trò mà, mà, mà gì đâu. Vợ tôi biết thừa là tôi làm nhưng có phải cái đầu đánh mũi đâu ai đánh như thế mà rồi.